Dạ em Tông ơi, xin kính chào cả nhà. Chúc cho cả nhà mình một ngày mới làm việc hiệu quả và cũng như là tràn đầy sức khỏe. Thì sáng ngày hôm nay thì Minh Tông đang nhận được một cái căn nhà phố nằm tại khu vực phường Phương Xài thuộc thành phố Nha Trang. Căn nhà ngày hôm nay thì hiện tại đang nằm ở trên trục đường là đường Bà Triệu. Đường này thì khá là rộng ha cô chú chị nha. Đường này hiện trạng thì đường rộng 13 cho tới 14 mét ngang cô chú chị. Mặt tiền thì ở phía trước thì là khu kinh doanh. Sản phẩm ngày hôm nay là một căn nhà phố thì có diện tích là chỉ là 36,5 mét vuông và toàn bộ là đất ở đô thị đã có hoàn công. Căn nhà ngày hôm nay thì hiện tại được gia chủ ở phía dưới đang làm một cái mặt bằng kinh doanh gồm những cái nội thất cơ bản như đèn treo như thế này, anh chị đang thấy nè, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, những cái đèn treo, những cái nội thất hiện tại chủ đang là một cái showroom mini nhỏ nhỏ ở ngay tại căn nhà mình. Thì đang dành riêng một cái phần ở dưới và ở phía trên thôi anh chị. Rất là đẹp luôn. Thì sản phẩm ngày hôm nay hiện tại đang có mức chào bán là 5,8 tỷ nha cô chú anh chị. 5,8 tỷ cho một căn nhà phố 36 mét vuông. Sổ sách thì đầy đủ hết rồi. Em sẽ cho anh chị mình xem sổ và cũng như là xem quy hoạch. Rồi em sẽ quay review chi tiết đến cho anh chị mình xem nha. Thì đầu tiên đây là cái sổ. Hiện tại sổ thì có diện tích là 36,5 mét vuông, toàn bộ là đất ở đô thị nha cả nhà. Thửa đất là 137 tờ bản đồ số 11 thuộc số 9A đường Bà Triệu, phường Phương Xài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Rồi, hạng nhà là hạng nhà cấp B nha cả nhà. Thời hạn sử dụng thì sở hữu thì không có. Sổ thì được ra là ngày 10 tháng 5 2021 nha cô chú anh chị, có dấu mộc của Sở Tài nguyên Môi trường. Rồi tiếp theo thì em sẽ cho anh chị mình xem cái hình thù của sổ, hình thù của thửa đất. Thì cái hình thù của thửa đất nó sẽ như thế này nè. Với cái mặt tiền phía trước nè là đường Bà Triệu. Đường Bà Triệu rộng là hiện trạng 13 mét rưỡi cho tới 14 mét đây. Có bề ngang là 3 mét 95. Nhưng mà hình thù của sổ hiện tại thì nó hơi bị xéo, hơi bị đưa cái hậu ra phía bên ngoài một chút xíu à. Theo hình thù chỉnh lề nó sẽ như thế này nha cô chú anh chị nha. Đây, có bề ngang là 3m95 nha cô chú anh chị ha. Ngang 3m95 thì dài nó gần 9m2 cô chú anh chị. Đó, còn được cái thì ngầm ngay góc vị trí ngã tư đây anh chị ơi. Đó, cái góc ngã tư đường Bà Triệu với lại đường đường Vệ Sen. Góc góc ngã tư đường Bà Triệu với đường Vệ Sen thì cái lô đất của chúng ta ngày hôm nay nó sẽ nằm bên này. Đó, nằm ngay góc ngã tư như thế này. Đó, thửa đất của chúng ta toàn bộ đất ở đô thị, quy hoạch rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Trung tâm thành phố Nha Trang thì gần như là quy hoạch nó không có điều chỉnh gì quá nhiều nha cô chú anh chị. Đây, một số thông tin về tờ và thửa đất này. Tờ bản đồ số 11, thửa đất số 137. Đây, tờ bản đồ số 11, thửa đất 137, diện tích là 36,5 mét vuông, toàn bộ đất ở đô thị, không có quy hoạch đường gì hết nha cô chú anh chị nha. Đó, khu vực này không có bị dính quy hoạch đường gì hết. Tên chủ đất là Nguyễn Duy Huy. Đây, rồi. Đó là một số thông tin đầy đủ. Từ đầu video em sẽ cho anh chị nhưng mà xem sổ báo giá là 5 tỷ 8, ngang là 3,95. Diện tích thì cũng đã báo hết rồi. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu quay review chi tiết đến cho anh chị mình ha. Hiện tại thì khu vực ở phía bên trong này nè, khu vực phía bên trong này đang là kinh doanh. Em sẽ đi ra mặt tiền phía trước quay cho anh chị mình xem. Phía trước đây sẽ là mặt tiền đường Bà Triệu nha cả nhà. Đối diện sẽ là quán cà phê, một cái khu hệ thống rửa xe. Góc bên kia sẽ là góc ngã tư đường Bà Triệu. Khu vực này là gần như là góc ngã tư này kinh doanh, buôn bán cà phê, ăn uống rất nhiều. Mặt tiền phía trước rất là đẹp luôn. Thì từ đây mình đi ra tới biển thì mất khoảng 800 m nữa là rẽ tới nơi rồi. Còn đây là gần như là để là trung tâm thành phố. Cái này thuộc khu vực phường Phương Xài. Anh chị đang thấy phía mặt bên kia sẽ là quán cà phê Milano. Góc bên này là quán cơm Bà Triệu. Và bên này cũng là cà phê. Ở góc này gần như là cà phê và kinh doanh rất nhiều nè. Đường thì rộng 14 m, đường hiện trạng đường nhựa rồi nha anh chị nha. Góc phía dưới kia sẽ là đường Trần Quý Cáp nha anh chị. Mặt tiền phía trước đây. Còn căn nhà của chúng ta ngày hôm nay nó sẽ có mặt tiền như thế này nè. Em sẽ đưa cho chị mình xem. Mặt tiền ở trước có tên là Trí Đà Con, hiện tại là anh con của chủ nhà thì ảnh đang làm ha chị. Đó, nhà có thiết kế là một trệt ba lầu. Đây, rất là đẹp, nằm giữa nguyên một cái lóc như thế này. Sát bên chúng ta sẽ là có một cái cửa hàng điện thoại và một cái tạp hóa. Khu vực kinh doanh đi ra chợ Phương Xài thì mất khoảng 300 m, 400 m là đã tới nơi rồi. Thì bây giờ em sẽ đi vào phía bên trong quay cho anh chị ha. Mặt tiền bề ngang là 3,95 m. Nhà này hướng chính tây nha cả nhà. Khu vực này là nhà này là hướng chính tây. Rồi, em sẽ đi vào phía trong quay tiếp cho anh chị mình ha. Góc phía bên này là
một cái tạp hóa. Rồi, nhà cửa hàng được trưng bày rất là đẹp nha. Cửa hàng thì trưng bày mua bán rất là đẹp luôn. Có một số nội thất đây hiện tại là chủ đang bán nè anh chị ha. Ai có nhu cầu mua thì chủ vẫn bán nha anh chị. Em sẽ cho anh chị mình xem cái vị trí ha. Vị trí để một chút xíu nha cả nhà. Đi Google Maps mất tiêu rồi. Đây chị đường. Hiện tại thì em đang đứng ngay góc này. Hiện tại mình đang đứng ngay góc vị trí chấm xanh nha anh chị nha. Thì bây giờ em sẽ đo thử là từ đây mình đi ra biển thì mất khoảng bao xa. Nếu mà từ đây mà đi ra biển nè, anh chị đi ra tới biển trung tâm thương mại này Nha Trang thì mất khoảng 1,2 cây. Rồi đi qua tới nhà thờ núi Tháp Bè nè, ngay chỗ vòng xoay Ngã Bảy nè là 493m nè. Ra tới vị trí của ga Nha Trang nha anh chị nha. Ga Nha Trang thì mất khoảng 413m nè. Lên quanh mấy cái khu vực này. Đây là qua trung tâm của thành phố Nha Trang rồi. Đây trung tâm thành phố Nha Trang đây. Với lại bên này sẽ là chợ Đầm nha anh chị. Chợ Đầm là 909m theo đường chim bay nè. Khu vực phường Lộc Thọ đây anh chị nha. Thì mất khoảng 1 cây mốt thôi. Đó là những vị trí quan trọng của xung quanh cái căn nhà của chúng ta ngày hôm nay. Mặc dù diện tích hơi bé nhưng mà khi mà anh chị bước vào phía trong á, xây dựng cũng khá là ổn nha anh chị nha. Nó bị xéo hậu và phía bên tay phải thì phía bên tay trái á, thì nó sẽ đưa qua phía mặt bên này. Góc phía dưới nó sẽ có một cái toilet. Góc bên này là lối cầu thang đi lên. Thì bây giờ em sẽ đi lên phía trên quay cho anh chị nha. Nhà còn rất là ok, rất là mới. Được chủ làm kinh doanh thì gần như là rất là sạch sẽ nha anh chị nha. Đó, phía góc phía trên này. Đây là cái lối cầu thang đi lên nè. Được chủ làm bằng sắt thép và một cái kính cường lực như thế này, nhìn nó rất là thoáng ha, không bị bí nha anh chị nha. Phía góc kia này được chủ để một số đồ nè, và đây có một cái không gian bếp. Không gian bếp của gia đình, một cái bếp treo, máy điện máy từ, một cái bếp từ, một cái tủ lạnh hai cửa mở. Góc phía trên này ha, cái lửng cái này là rất là đẹp nè anh chị. Mặc dù thì hiện tại chủ đang trưng bày nhưng mà nếu mà những cái này mà dọn đi thì nó sẽ rất là rộng rãi anh chị. Diện tích chưa tới 40m² anh chị nha. Sổ thì hoàn công hết rồi. Bây giờ em sẽ đi lên phía trên. Nhà thiết kế một trệt 3 lầu nè. Rồi góc phía bên này em sẽ mở điện lên cho anh chị mình xem. Cái phòng ngủ tiếp theo anh chị nha. Đầu tiên thì khi chị nhà mình bước lên tầng 2 thì chị sẽ thấy ngay cái phòng ngủ nè. Phòng ngủ thì rất là đẹp luôn anh chị. Chủ nhà thì dân bán nội thất thì gần như là cái nội thất ở trong căn nhà anh sử dụng sẽ rất là ok, rất là chuẩn ha anh chị. Đó, khu vực của lavabo có bồn tắm ngâm, vòi sen đầy đủ. Đó, toilet rất là đẹp nha anh chị nha, sử dụng nhôm kính sifa nè. Đó, đây là khu vực của phòng ngủ đây. Đó, phòng ngủ phía trước sẽ có ban công nha anh chị nha. Phía bên này sẽ có ban công, ban công phía góc ngoài. Còn đây là phòng ngủ và tổng quan. Cái phòng này là của anh chủ nhà ha, cực kỳ đẹp. Ở phía trong nhà nó sẽ có một cái máy lạnh, một cái tủ, một cái giường rất là đẹp luôn ha, được lót thảm, tất cả đều còn rất là mới nha anh chị nha. Rồi em sẽ đi tiếp tục lên phòng ngủ tiếp theo. Gần như mỗi tầng nó sẽ là một phòng ngủ nha anh chị nha, mỗi tầng sẽ có một phòng ngủ. Bởi vì diện tích nó cũng bé thì có nhiều tầng thì nó sẽ không có phòng ngủ, phòng ngủ đôi nha anh chị. Rồi góc trên này hiện tại thì chủ có một mình thôi nên sẽ là phòng ngủ phía dưới. Đây là một cái phòng nhỏ này anh chị, mình có thể làm phòng thờ khu vực bên này cũng được. Đó, anh chị làm phòng thờ hoặc phòng ngủ bên này cũng được. Còn bên này thì chủ ưu tiên thì làm phòng ngủ tiếp theo. Ở góc bên này nó có hai phòng, một phòng lớn có ban công, một phòng nhỏ. Ở phía trong này thì có máy lạnh, điện treo, đèn treo tường này anh chị. Nó một cái giường cơ bản thôi. Phòng này thì không có người ở nhiều quá nên là anh cũng trang trí cái nội thất cũng cơ bản thôi anh chị. Rồi đứng từ trên cao nhìn xuống đây cô chú anh chị ơi. Đứng từ trên cao nhìn xuống nè, một cái góc ngã tư rất là lớn ha. Ga Nha Trang sẽ nằm góc phía bên này, chợ Đầm thì đi theo hướng ngược lại, còn góc bên này sẽ là chợ Phương Xài. Đây là khu vực hàng xóm dân cư. Dân cư hàng xóm mà phía trước buổi sáng kinh doanh rất là ok. Mặt tiền bên này là mua bán cà phê, là kinh doanh quán ăn rất là tốt nha anh chị nha. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục đi qua cái khu vực khác. Rồi phòng bên này có thể là phòng thờ nha anh chị nha. Mình tương đối thì mình linh hoạt mình làm thôi nha cô chú anh chị.
Rồi em sẽ đi lên vị trí tầng tiếp theo. Đây, ở phía trên này thì có sẵn cho chị nhà mình một cái góc riêng để bỏ máy giặt nè. Góc riêng bỏ máy giặt, bên này cũng có một phòng. Thay vì mình để phòng thờ dưới thì mình để phòng thờ trên này cũng hợp lý ha. Ở dưới sẽ có hai phòng ngủ, một lớn một nhỏ. Và tầng dưới sẽ có một phòng ngủ tiếp theo. Rồi góc ở đây này là cả ban công phía trước rất rộng nha anh chị nha. Đây là ban công khu vực phía trước đây anh chị. Đó, đứng từ trên cao nhìn xuống nè. Từ trên cao nhìn xuống là càng lên cao sẽ càng đẹp anh chị nha. Rồi khu vực phía ban công này anh chị cho mình xem. Ở phía trên thì tường ốc nhà vẫn còn rất ok nha anh chị nha. Hiện tại em đi thì em không có thấy vết nứt hay gì hết, rất là ổn, nhà còn rất là mới nha. Đơn giá là 5,8 triệu nha anh chị nha. Thì em cũng để báo giá từ đầu video, giá chủ đưa sẽ là 5,8 triệu. Anh chị và mình quan tâm sản phẩm thì liên hệ với em lấy thông tin cụ thể rồi em gửi cho anh chị nhà mình để đầu tư cái đơn giá nó hợp lý. Đây, hiện tại thì rất là đẹp, nhà này mà hai vợ chồng hai đứa con ở thì rất là vô tư nha anh chị nha. Đó, những phòng ốc như thế này. Đó, cô chú nhà mình quan tâm thì liên hệ với em lấy thông tin thì em gửi đầy đủ đến cho anh chị nhà mình và cũng như là đàm phán trực tiếp với lại chủ nhà để có cái đường giá tốt nhất nha cả nhà. Bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Tâm xin kính chào, hẹn gặp lại cả nhà mình vào video tiếp theo của em ngày hôm sau nhé.